Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Sau mỗi cú vấp ngã, ta thường tìm đến những phương pháp chữa lành tâm thức. Ta cũng hay tự hỏi, ta sẽ đi đâu, đi lên, đi xuống hay đi ngang? Làm sao chữa lành tâm thức đang bị tổn thương? Vạn pháp từ tâm tưởng sinh. Tâm nghĩ gì hôm nay, hôm sau sẽ đi về hướng ấy. Cuối đời đầu thai theo nghiệp. Nghiệp đã tạo bởi tâm nghĩ tưởng hàng ngày. Những người trẻ, tâm còn si, tham, sân, vẫn còn cơ hội chuyển tâm hồi ý. Những bác lớn tuổi sẽ không còn nhiều cơ hội tìm đường về cõi lành. Không có sự chuẩn bị, không thể đi lên, khi ấy đi theo nghiệp cũ. Tâm tưởng gì sẽ đi theo đường ấy. Những bác lớn tuổi, tâm còn sân giận, tâm tư ôm bao phiền não, vì con cái, vì danh lợi xưa, thậm chí vì cái gia sản to lớn mình đã gây dựng, nay sợ nó mất. Khi vô thường tới, chưa kịp chuẩn bị, rồi tiếp tục đầu thai theo nghiệp cũ. Ta sẽ đi đâu? Đi lên, đi xuống hay không thể đi? Ta sẽ về đâu sau khi rời thân tứ đại này? Về đâu trong lục đạo luân hồi, trong hành trình thành trụ hoài diệt? Sứ mệnh mỗi người trong kiếp tạm này là gì? Để giúp chúng sanh, để thực hiện ước nguyện từ đời trước, hay để trả nợ cho thiên hạ? Hẳn trong chúng ta đã từng tự vấn tâm trí mình bằng những câu hỏi ấy. Cả suy nghĩ về sẽ đi về đâu sau khi chết. Đi về đâu sẽ được định bởi một niệm sau cùng. Chư vị hãy tự quán xét, ngày ngày tâm tưởng gì sẽ gặp những việc như thế. Giả dụ mỗi tối trước khi đi ngủ, ta mong mỏi ngày mai như thế nào, ngày mai sẽ làm gì và gặp ai. Sáng hôm sau, sau khi thức dậy, ta sẽ đi theo tư tưởng của tối hôm trước. Ngày qua ngày, năm này qua tháng nọ, theo thói quen ấy trở thành nghiệp, dẫn ta đến con đường bằng tâm tưởng. Tuy nhiên, con đường nghĩ tưởng làm thiện sẽ vất vả, vì sự nghĩ tưởng tham đắm danh lợi tình cảm kéo ta đi hướng khác. Thế nên, ngày ngày tâm tư ta như thế nào, hôm sau sẽ đi con đường ấy, gặp những người cùng tần số. Giả dụ, ngày ngày ta nghĩ tưởng danh lợi, làm kiếm thật nhiều tiền lo cho gia đình, khi vô thường tới, nó không có hẹn trước, liệu tâm thức ta có kịp hồi tâm chuyển ý? Thật sự không kịp. Không kịp chữa lành tâm trí bằng bất cứ pháp môn nào trong lúc lâm chung. Không kịp để nghĩ tưởng về cõi lành ở một niệm sau cùng. Chưa nói đến khi ấy, cái tâm tham luyến, danh lợi, tình cảm của thế gian quá sâu nặng. Nào là nhà tôi, tài sản tôi, con cái tôi, khiến tâm thức trở nên hoảng loạn. Dù Phật A-di-đà có đến, ta cũng không muốn rời đi. Chư vị tâm trí còn minh mẫn, hãy luyện tập cho mình có công phu. Hãy niệm ông Phật của chính mình, quán xét rằng tất thảy nhà cửa, tài sản, gia thân quyến thuộc sẽ ở lại thế gian này, sẽ tan như mây khói. Ta không thể mang theo bất cứ thứ gì về thế giới bên kia. Ngày ngày không dụng công, một niệm sau cùng là mê, mê thì không giác. Khi tâm mê, tâm chất chứa đầy tham đắm của cải, không kịp hồi tâm chuyển ý, không kịp nghĩ đến ông Phật của chính mình. Chư vị tâm trí còn minh mẫn, hãy quán xét những lúc ta bị bệnh. Phải chăng khi ta bệnh, tâm trí kém minh mẫn, thân xác mệt rã rời? Trong tiềm thức vẫn vọng tưởng, nghĩ tưởng rằng ta sẽ mau hết bệnh, để tiếp tục công việc còn dở dang, để tiếp tục lo cho con cái. Có mấy ai khi đang bệnh tự khai thị cho chính mình, tự nhắc nhở mình phải chuẩn bị hành trang về thế giới bên kia, tự nhắc nhở mình phải nhớ nghĩ ông Phật của chính mình.
ngày ngày nhớ nghĩ gì, ta sẽ đi trên con đường ấy. Đến lúc lâm chung, linh quan chứa đầy tập khí trong đời sống trước kia, tìm đến gia cảnh có cùng tần số, đầu thai theo nghiệp cũ, tiếp tục trả nợ cho thiên hạ, trả nợ cho gia đình, không có nổi một phút giây thanh tịnh trong vai diễn cuộc đời chính mình. Cái ta gọi là nhà thực ra là một quán trọ. Cái ta gọi là thân cũng là một quán trọ của linh thức. Không có cái nhà, không có cái thân nào theo ta mãi mãi. Khi tu hành có một công phu nhất định, chư vị có thể chém đứt được quá khứ, không vọng tưởng về tương lai. Khi lâm chung muốn về đâu sẽ đi vào cõi ấy. Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Cái thân này không sạch sẽ, thân này không phải là của ta. Ta nương vào đó trong hành trình này để sống đời sống con người. Ta cần chăm sóc nó, bảo dưỡng nó, nhưng không cung phụng nó quá nhiều. Quán thọ là khổ. Có thân, có nghĩ tưởng, có cảm nhận sẽ có sướng khổ. Sướng khổ từ cái tâm phân biệt, do tâm chấp vào sự được và mất, không nuôi dưỡng cảm thọ, ta điều phục được khổ. Thân không còn cảm thọ sự an lạc, tâm không còn cảm thọ tham đắm, ta an vui tự tại. Quán tâm vô thường, quán tâm ta không chịu yên một chỗ, luôn nghĩ ngợi lung tung. Tâm ta luôn vọng tưởng, dẫn đến đau khổ phiền não không an lạc. Ta phải tìm cách cho tâm ta ở yên một chỗ, không nghĩ tưởng tham sân si. Quán tâm vô thường thì thọ cũng vô thường, thân càng vô thường. Đã vô thường thì cái sướng khổ sao lại nuôi dưỡng trong tâm. Quán pháp vô ngã, vạn vật trong vũ trụ không tự nó vận hành, pháp này nương vào pháp kia, pháp này sinh, pháp kia sinh. Không có ngã, đã không có ngã thì thân, thọ, tâm cũng như thế. Tất thảy các pháp tự sinh, tự diệt. Duyên đủ thì sinh, duyên đủ thì diệt. Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã là bốn cách quán trong pháp tứ niệm xứ. Quán về bốn nơi, bốn nơi này không phải ở cõi xa xôi, ngay trong chính tâm thân của ta. Tứ niệm xứ là pháp điều phục khổ đau không dễ thấu đạt. Nhớ lại lúc mới tập thiền, Khải Toàn tìm nhiều phương pháp, tham gia nhóm tập thiền bàn về mở luân xa, tìm hiểu về thiền quán, thiền chỉ, trong đó có đọc về thiền tứ niệm xứ, hoàn toàn không hiểu gì. Vì khi ấy trong tâm đầy sân hận, trong tâm nghĩ tưởng chỉ là thoát khổ, trong tâm không có hạt giống ngừng vọng tưởng. Khi đọc bài thiền tứ niệm xứ khi ấy hoàn toàn không có tác dụng. Phải trải qua một thời gian thiền đơn giản, lấy nhịp đếm giữ trong tâm, cho tâm giảm nghĩ tưởng lung tung. Nếu lúc ấy chết đi, tâm thức chứa đầy oán giận, niệm sau cùng là niệm chấp ngã. Hòa thượng Tuyên Hóa có dạy: tọa thiền đừng tham đắc vị thiền. Thế nào là vị thiền? Tức là cảm giác sung sướng của thiền. Lẽ tự nhiên mình sẽ có cảm giác rất lạ, tự tại, thoải mái và vui sướng vô cùng. Nếu như thế thì không dễ dàng mà tiến bộ. Vì vậy những vị đang đau khổ, những vị mới tập thiền, đừng mong chờ kết quả. Hành thiền là một quá trình, là một liều thần dược cho tâm an tĩnh. Đau khổ của con người chính là nỗi sợ hãi, sợ mất đi danh lợi, sợ mất đi người thân. Khi có việc sợ mất việc, có gia đình sợ mất gia đình, càng lớn tuổi sợ mình chết và những người thân thương mất đi.
Nỗi sợ hãi chiếm đầy tâm trí trong kiếp được thân người này. Người sợ hãi thường đi ngược với lý tánh. Họ lạc trong đêm tối. Dù có ai đưa ngọn đuốc sáng rực, họ cũng không tin. Không tin đó là người dẫn đường, dẫn lối thoát cho họ. Tất thảy khi ấy họ rất chấp ngã. Đến khi nào nỗi sợ dừng lại? Đến khi nào có công phu tu tập? Người trải qua một giai đoạn thiền định có thể giác ngộ để thay đổi. Trước kia do không giác ngộ, không thấy lẽ thật của vạn pháp, dù Phật pháp hay thần dược họ cũng không tin. Chỉ khi giác ngộ, tự thức tỉnh cho chính mình để lãnh hội được những lẽ thật, họ sẽ chiến thắng tự tại. Đầu tiên là đoạn trừ chấp ngã, đoạn đi cái tâm chấp vào vui buồn khổ đau, đoạn đi cái tâm phân biệt vào lời khen lẫn lời chê. Hiểu được cái tốt cái xấu là do duyên sinh duyên diệt, xấu hay tốt, sướng hay khổ do tâm tưởng sinh. Giữ mọi việc ở trung dung là viên mãn. Tâm không phân biệt, tâm giác ngộ, thấy lẽ thật, những nỗi sợ hãi sẽ không còn. Giai đoạn tiếp theo của người điều phục được chấp ngã, có thể đạt đến cảnh giới không bị ràng buộc khổ đau, không bị ràng buộc bởi khổ đau của ngoại vật. Hiểu tất cả là duyên, khổ đau hay tự tại ở bên trong, không phải ở bên ngoài, càng không phải do người khác nắm giữ. Hiểu được duyên sinh duyên diệt, trong lòng an vui, không chất chứa oán giận cũ, không than trời trách người. Đau khổ, sợ hãi, niệm sau cùng là niệm tham sân giận. Đối với người mới tu hay tu lâu, điều đầu tiên là tiêu trừ chấp trước, hạ đi cái tôi. Dù họ có đọc kinh niệm Phật mấy năm trời, không đoạn chấp ngã hoàn toàn chỉ là lý thuyết. Vì thế, bước đầu trên con đường điều phục khổ đau, ta nhất định phải quản kết thiện duyên. Kết duyên với pháp lành, với thiện tri thức, ta nhất định phải dụng công hành thiền. Pháp Phật là pháp lành nhưng khó nghe với người mới. Thiện tri thức không phải dễ có và dễ gặp. Vì vậy, ta phải nhất định hành thiền. Hành thiền tẩy rửa tập khí cũ trong tâm, tự tâm tạo năng lượng mới cho từ trường mới, thì pháp Phật sẽ dễ nghe, thiện tri thức sẽ dễ gặp, duyên lành sẽ dễ kết. Niệm sau cùng sẽ là phương Tây Cực Lạc. Các bác lớn tuổi, thời gian không còn nhiều nữa, việc vãng sanh chưa có tin tức, chưa có hy vọng gì. Các bác có thể không ngồi thiền, không đi thiền, không nằm thiền, nhưng các bác nên niệm Phật, niệm ông Phật của chính mình. Niệm là nhớ nghĩ, ngày ngày không dừng nhớ nghĩ ông Phật của mình. Các vị trẻ tuổi, phát tâm niệm sau cùng của mình là niệm lành. Niệm lành thì sẽ chấn giữ, mỗi ngày phải nghĩ tưởng điều lành. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn, tiên sinh Viên Liễu Phàm mỗi ngày đề ra cho mình làm 3 việc tốt. Bản thân ông trước đó đã sám hối, tự hối cải tâm và thân, tự tu sửa bản thân. Sám hối, tu sửa tâm thân, nhớ nghĩ việc lành, đó là cách cải tạo vận mệnh cho chính mình. Để tiến đến quả vị an lành trên đường tu học, chư vị mới tìm hiểu có thể ứng dụng pháp thập thiện. Ứng dụng pháp thập thiện vào đời sống tu hành. Ứng dụng pháp tứ niệm xứ và thiền định từ sơ thiền đến tứ thiền. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.